Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ cốc đổi màu chưa? Tất cả được ẩn giấu dưới một lớp men đặc biệt. Chỉ khi dùng nước nóng, thông điệp đó mới bất ngờ hiện lên. Chiếc cốc đổi màu sẽ mang lại cho bạn thật nhiều cảm xúc, bất ngờ và lãng mạn. Đây là một sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian qua. Yêu Media đã sử dụng công nghệ mới để làm ra những chiếc cốc tuyệt đẹp, giúp quý khách lưu giữ vĩnh viễn những khoảnh khắc quan trọng của mình. Hãy thử tưởng tượng xem, người được nhận sẽ bất ngờ như thế nào nếu bạn mời người đó một ly cà phê nóng và ly sẽ đổi màu dần từ màu đen sang màu trắng để hình ảnh hoặc lời bạn muốn nói từ từ hiện ra. Sau đó khi hai người ngồi nhâm nhi ly cà phê và nói chuyện thì ly lại đổi màu trở lại hình ảnh và từ từ biến mất. Ly đổi màu giống như có phép thuật đúng không bạn? Ly đổi màu là sản phẩm được nhiều bạn trẻ đặt hàng. Đặc biệt hơn, khi rót nước sôi vào cốc, hình ảnh của bạn sẽ từ từ hiện ra dưới sự ngạc nhiên của bạn bè và người thân. Yêu Media có sẵn catalog với hàng trăm mẫu thiết kế độc đáo, cộng thêm sự trợ giúp nhiệt tình từ các designer chuyên nghiệp, nên chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách về sản phẩm. Bạn còn có thể tự thiết kế cho mình những mẫu cốc với những thông điệp riêng bằng tiếng Việt hoặc trực tiếp in những hình ảnh bạn bè, logo công ty lên những chốc cốc kỳ diệu này. Đây là mẫu sản phẩm rất phù hợp để làm quà tặng cho người thân, bạn bè, người yêu hay đơn giản chỉ là in cho bé yêu nhà bạn. Yêu Media có nhiều loại mẫu cốc cho bạn lựa chọn. Bạn có thể in hình ảnh, viết chữ, tỏ tình với người bạn thích qua chiếc cốc đổi màu đầy thú vị. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0928 975 888.